안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 7화 날씨가 어떻습니까? 단어에 대해서 배워볼 건데요. 오늘은 날씨와 그리고 몇 가지 형용사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 그럼 các bạn quay trở lại với bài số 7 trong chương trình học tiếng Hàn cùng với Shop. Bài có tên 날씨가 어떻습니까? Hôm nay các bạn sẽ học một số từ vựng liên quan đến 날씨, nghĩa là thời tiết và mùa, cũng như là một số cái tính từ, và đặc biệt các bạn sẽ được học những cái biểu hiện cũng như là những ngữ pháp liên quan đến việc biểu hiện thời tiết, sự so sánh và thời gian nữa. Trước hết, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với thầy Trong Hiên để chúng ta sẽ tìm hiểu phần từ vựng ngày hôm nay các bạn nhé. 자, 그럼 우선 날씨와 계절에 관련된 단어들부터 살펴보도록 합시다. 첫 번째로 흐리다, 흐리다. 맑다, 맑다. 덥다, 덥다. 춥다, 춥다. 따뜻하다, 따뜻하다. 시원하다, 시원하다. 비가 오다, 비가 오다. 눈이 오다, 눈이 오다. 봄, 봄. 여름, 여름. 가을, 가을. 그리고 겨울, 겨울이 있겠고요. 계속해서 형용사 몇 가지를 보면 쉽다, 쉽다. 어렵다, 어렵다. 맵다, 맵다. 가볍다, 가볍다. 무겁다, 무겁다. 맛있다, 맛있다. 맛없다, 맛없다. 재미있다, 재미있다. 그리고 재미없다, 재미없다가 되겠습니다. Chào mừng các bạn quay trở lại với phần ngữ pháp và biểu hiện số 1 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học một cấu trúc ngữ pháp, đó là bất quy tắc của chữ phiếu. Trong tiếng Hàn thì sẽ có 7 bất quy tắc, và ngày hôm nay các bạn sẽ học bất quy tắc đầu tiên nha các bạn nhé. Với bất quy tắc của chữ phiếu thì là với một số cái động từ và tính từ kết thúc bằng chữ phiếu như thế này, thì khi kết hợp với đuôi câu bắt đầu bằng nguyên âm, tức là kết hợp với những cái cấu trúc khác mà là nguyên âm nhé, cứ là nguyên âm nhé, thì phiếu sẽ chuyển thành u, được chưa? Tức là các bạn sẽ bỏ cái phiếu đi và chuyển thành chữ u ở bên cạnh nó, và trừ cái từ tục tà và từ cục tà thì không chuyển thành u mà phiếu sẽ chuyển thành ô. Bây giờ các bạn nhìn vào đây, mình sẽ giải thích các bạn nhé. Ví dụ các bạn có từ suýt tà, nếu các bạn chia ở đuôi câu a o yo chẳng hạn, thì có phải là cộng với lại nguyên âm không ạ? Đúng là kết hợp với nguyên âm, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ bỏ tiếp đi, đúng không ạ? Bỏ tiếp đi, bỏ tà là đương nhiên rồi. Bỏ tiếp đi và chuyển tiếp này thành chữ u ạ, nên mình có suy u, đúng không ạ? Suy u này tiếp tục cộng với hệ thức a o yo sẽ chuyển thành gì ạ? U thì cộng với lại o, đúng không ạ? Thì sẽ chuyển thành suy, suy u, suy u yo, suy u yo, chưa? U với o thì thành u, suy u yo. Hay các bạn có từ tục tà, đúng không ạ? Giúp đỡ, đúng không ạ? Bỏ tiếp đi, nhưng cái từ tục này, đúng không ạ, nằm trong trường hợp hai chữ này, nó sẽ chuyển thành chữ gì ạ? Chữ O, không phải là chữ U. Nên O sẽ cộng với Ayo, chuyển thành Huayo. Rất là đơn giản thôi. Các bạn có một số cái từ cơ bản. Ví dụ các bạn có từ tập tà là nóng. Nếu chưa ở dạng Ayo, Aosayo, được chưa? Và chưa dạng chim ăn tiếp nhá. Ayo thì có phải là dạng bắt đầu bằng nguyên âm không ạ? Có, đúng không ạ? Vì vậy các bạn sẽ gì ạ? Bỏ tà đi, chuyển cái chữ bờ này thành chữ u, chuyển thành kết hợp thành thầu u, đúng không ạ? Thầu u chuyển thành cộng với oyo, đúng không ạ? Chuyển thành thầu oyo, đúng không ạ? Gộp lại chúc tà chuyển thành chu oyo, đúng không ạ? Bỏ tiếp, đúng không? Oro tà, bỏ tiếp đi, bỏ tà đi ạ. Oro u tà cộng với oyo, oro oyo, rất là đơn giản, đúng không ạ? Suýt tà, bỏ tiếp, bỏ tờ đi ạ, bỏ tà đi ạ, xin lỗi các bạn nhé, chuyển thành suy oyo, được chưa ạ? Suy oyo. Meta, mewayo, mewayo, rất đơn giản thôi. Đó cũng là dạng cần phải gì ạ? Cũng là dạng cần phải gì ạ? Bỏ tiếp, đúng không ạ? Cần phải chuyển tiếp, đúng không ạ? Chuyển thành thấu soyo, chính là thò u tà kết hợp với lại osoyo, thấu soyo. Chút tà, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chu tà, chuyển thành chu u tà, đúng không ạ? Chu u tà, đúng không ạ? Mình sẽ có chút tà, đúng không ạ? Chuyển thành chu u, đúng không ạ? Là cộng với aok, chuyển thành chu u soyo. Ora u soyo, shi u soyo và me u soyo. Những cái từ này các bạn chú ý nhé. Chiman thì là cấu trúc ngữ pháp có gì ạ? Có bắt đầu bằng nguyên âm không ạ? Không, đúng không ạ? Vì vậy các bạn không cần phải gì ạ? Chứ bất quy tắc các bạn chỉ bình thường tập chiman, chúc chiman, orok chiman, suýt chiman và mẹt chiman, rất bình thường ạ. Chiman ở đây có nghĩa là gì ạ? Nhưng nhá,
Các bạn lưu ý rằng mặc dù cái từ chúc ta, íp ta, chúc ta, sau đó chúc ta, íp ta, xích ta và chạc ta thì kết thúc là tiếp, nhưng mà chúng được chia theo quy tắc là thông thường. Ở đây từ chúc ta là chật hẹp nhá, từ íp ta là mặc, xích ta là nhai và chạc ta là bắt, được chưa? Thế thì chúng gì ạ? Được chia theo các quy tắc thông thường các bạn nhé. Ví dụ íp ta cộng ao yo chia thành íp to yo, chạc ta át áp soyo, chạc bắt soyo. Tức là trong bất quy tắc lại có những từ không bất quy tắc, các bạn nhớ nhé. Bây giờ các bạn sẽ cùng đến với một số ví dụ nhé. Chúng ta cùng đến với phần ví dụ của ngữ pháp này các bạn nhé. 오늘 날씨가 어때요? 아주 더워요. Mình có hỏi như sau, 오늘 날씨가 어때요? Hôm nay thời tiết như thế nào? 아주 더워요, có nghĩa là rất nóng đúng không ạ? Mình có từ 덥다, bất cứ tác trực tiếp mình bỏ pip đi và thêm u đúng không ạ? Chuyển thành u đúng không ạ? Và cộng kết hợp với ao thì chuyển thành o, cộng với ao chuyển thành 더워요. Chúng mình cùng đến với một số ví dụ tiếp theo các bạn nhé. 날씨가 아주 추워요. 한국 음식이 매워요? 네, 좀 매워요. 어제는 날씨가 더웠어요. 시험이 아주 어려웠어요. 그것은 chúng ta có 날씨가 아주 추워요. 지금 다 춥다 라고 하고 딱 같이 비읍냐? 그만 치면 추워요. 한국 음식이 매워요? 맵다 라고 매워요? 거지 아까 가이컹? 네, 좀 매워요. 젖라지 아 실어요? 못 추워요? 좀 나흘 가이 어제는 날씨가 더웠어요. 진짜 덥다. 지금 아 동안 더웠어요. 시험이 아주 어려웠어. 진짜 어렵다. 거려. 어려웠어요. 그 bạn 누구니? 자, 그럼 bạn quay trở lại với ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp gì ạ? Động tính từ kết hợp với 지만. Cấu trúc ngữ pháp 지만 ạ được gắn vào các cổ động từ và tính từ để diễn tả cái thông tin ở mệnh đề sau tương phản với mệnh đề trước, tương đương trong nghĩa tiếng Việt là nhưng, tuy nhiên ạ. Các bạn nhớ nhá, hình thức này có nghĩa là nhưng tuy nhiên, một động tính từ kết hợp với 지만 có nghĩa là nhưng tuy nhiên, và hình thức quá khứ của nó là 지만, các bạn nhớ nhá, chia 지만 và cộng với 지만, động tính từ kết hợp với 지만 và 지만. Ở đây ví dụ chúng ta có như sau, 한국어는 어렵지만 재미있어요. Thì chúng ta hiểu như thế này, tiếng Hàn đúng không ạ, khó nhưng mà thú vị, ở đây là nhưng mà đúng không ạ, nhưng mà, chưa ạ. 당신은 그렇지만 란씨는 작아요. Bạn Tâm thì gì ạ? To lớn, nhưng bạn Lan thì lại gì ạ? Nhỏ bé đúng không ạ? Lan xin은 많이 먹지만 난 싫어요. 난 싫어다 có nghĩa là gì ạ? Thon thả. Ý là Lan thì ăn nhiều nhưng vẫn thon thả đúng không ạ? Ở đây các bạn hiểu là 지만 là nghĩa là nhưng, về trước về sau nó trái ngược nhau ạ. Ngoài ra 지만 còn dùng để nối hai sự vật, sự việc, trạng thái, diễn tả việc thêm thông tin, bổ sung thêm thông tin, tương đương trong nghĩa tiếng Việt là và còn. Đây là một cái nghĩa mà người Hàn Quốc thì thực ra thì là trong văn nói thì nó cũng không hay dùng lắm. Xin lỗi các bạn là nó cũng không được hay dùng lắm ạ. Tuy nhiên thì trong văn nói đôi khi người ta vẫn dùng ạ. Ví dụ các bạn có 제 집은 크지만 깨끗해요. Không thể dùng rằng là gì ạ? Không thể dịch là gì ạ? Nhà của tôi to nhưng mà gì ạ? Sạch sẽ ở một vài trường hợp. Bình thường chúng ta dịch là to nhưng mà sạch đúng không ạ? Thì nó cũng hơi bị gì ạ? Lạ một chút xíu đúng không ạ? Mình dịch là to và sạch ạ. Được chưa ạ? 저는 쿠키를 먹지만 동생을 안 먹어요. Thông thường đối với lại gì ạ? Có hai chủ ngữ nó khác nhau như thế này thì cái 지만 này nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Còn, chưa? Còn. Ý rằng là tôi thì ăn gì ạ? Bulgogi, còn em tôi thì không. Chúng ta hình dung ra ví dụ như hai bạn này đang vào một cái nhà hàng nào đó, người ta hỏi rằng ai ăn thịt, mình trả lời là tôi ăn thịt nhưng mà em tôi, còn em tôi thì lại không gì ạ? Không ăn, nhưng em tôi, còn em tôi. Tức là thể hiện cái việc thêm thông tin, bổ sung thêm thông tin rằng là gì ạ? Về trở về sau nó gì ạ? Bổ sung thêm cho nhau một chút thông tin. Và khi diễn tả sự so sánh đối chiếu giữa hai mệnh đề thì các bạn sử dụng từ ân nân nhá. Ân nân mang nghĩa là gì ạ? So sánh giữa hai cái mệnh đề, nghĩa tiếng Việt là thì. 나나 씨 핸드폰이 비싸요. và 제 핸드폰이 싸요. 비싸요 là đắt, 싸요 là rẻ ạ. Điện thoại của tôi thì điện thoại Nana thì gì ạ? Thì rẻ nhưng mà điện thoại của tôi thì là đắt. Thì mình sẽ có là 나나 씨 핸드폰이 비싸지만 제 핸드폰이 싸요. Là không đúng ạ. Mình không dùng y ở đây nhá. Không dùng y ở đây, mình chỉ đang dùng nên. Chuyển thành gì ạ? 나나 씨는 나나 씨 휴대폰을 đúng ạ? 휴대폰은 비쌌지만 제 휴대폰은 사요. 응, 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 응,
tiếp theo. Trường hợp chủ ngữ có hai mệnh đề đồng nhất thì lược bỏ chủ ngữ ở phía sau, tức là chúng ta sử dụng một chủ ngữ thôi. Ở đây mình có 손식당은 비싸요 cộng với 손식당이 맛있어요, tức là nhà hàng Hàn Quốc thì rẻ, nhà hàng, xin lỗi ạ, 비싸요 có nghĩa là gì ạ? Là đắt, đắt, 손식당 맛있어요 là ngon ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ có nhà hàng 손 đắt cộng với lại nhà hàng 손 ngon chuyển như sau là 손식당은 비싸지만 손식당은 맛있어요. Không dùng như thế ạ, nó rất là dài ạ. Chúng ta sẽ bỏ cái gì ạ, cái chủ ngữ ở phía gì ạ, phía sau đi vì nó đồng nhất, giống nhau mà. Chuyển thành 손식당은 비싸지만 맛있어요, nhà hàng 손 đắt nhưng mà ngon, được chưa ạ, các bạn hình dung nhá. Bây giờ mình sẽ đến với một số ví dụ ạ. Chúng ta cùng đến với phần ví dụ các bạn nhé. 오늘도 날씨가 추워요? 네, 춥지만 아주 맑아요. 네, 그러면 또 한 인사. 오늘도 날씨가 추워요. 날씨 더위 동화 추워요. 라카 동화. 네, 춥지만 아주 맑아요. 아, 라닝마 동화. rất là gì ạ? À, trong xanh. mặc tà đúng không ạ? trong xanh. các bạn cùng đến với một số ví dụ tiếp theo nhé. 서울 식당은 비싸지만 맛있어요. 한국 공부는 어렵지만 재미있어요. 저는 김치를 먹지만 친구는 김치를 안 먹어요. 어제 저는 학교에 갔지만 동생은 안 갔어요. 就回去当个所谓，啊，比如说，서울 식당은 비싸지만 맛있어요. 그냥 이제 그냥 서울 thì đắt nhưng mà ngon, đắt nhưng mà ngon. ngược lại, 반대로 nó đúng không? 한국어 공부는 어렵지만 재밌어요. Kiếp thì học tiếng Hàn á thì khó nhưng mà thú vị, rất đơn giản thôi. 저는 김치를 먹지만 친구는 김치를 안 먹어요. Tôi ăn ăn kim chi nhưng mà bạn tôi thì không ăn. Đôi khi thì các bạn nhớ là mình có cái ký thứ hai là gì ạ? Tôi ăn kim chi còn bạn tôi thì không ăn ý, kiểu như thế. Còn bạn tôi thì không ăn, tức là thẩm đối đấy. 어제 저는 학교에 갔지만 동생은 안 갔어요. Hôm qua tôi thì là đi đến trường nhưng mà gì ạ? Em tôi thì không đến trường, hoặc là các bạn có thể dịch là hôm qua thì tôi đi đến trường còn em tôi thì không đến trường. Thì còn em tôi và còn nhá, được chưa? Mọi người dịch thế cũng không sao các bạn nhé. Chúng mình cùng đến với phần nói một các bạn nhé. 서울은 오늘 날씨가 어때요? 더워요. 도쿄도 더워요? 아니요. 어제 더웠지만 오늘은 안 더워요. 아, 그래요? 서울에 언제 와요? 토요일에 가요. 아, 그럼 조심해서 오세요. 민거, 비수 giữa bạn Arika và bạn Minsu. 민거, bạn Arika, bạn 강희서. 서울은 난 오늘 날씨가 어때요? 더디에 서울 hôm nay thì thế nào? 너무 뭐가? 가장 너무 뭐가? 도쿄도 더워요? 도쿄도 còn nóng không? 아니요, 어제 덥지만 오늘은 안 더워요. Hôm qua thì nóng nhưng hôm nay thì không nóng rồi. 아, 네, 아, 그래요? 네, 아. 서울에 언제 와요? Thì bao giờ thì cậu gì ạ? Đến chỗ trở lại Seoul, đến Seoul. 토요일에 가요. Tôi đến vào thứ bảy. 그럼 조심해서 오세요. Đây là hệ thức nhá. 조심해서 오세요. Có nghĩa là gì ạ? Cẩn thận đến ạ. Ý là gì ạ? Đến ý là cậu joshimata là cẩn thận mà mình sẽ ý rằng ở đây là gì ạ? Cậu hãy cẩn thận đến nhé, cậu hãy đến chú ý để đến nhé. Và đến đây thì mình đã học xong phần ngữ pháp và biểu hiện 1. Các bạn cố gắng về nhà mình sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp mà mình đã học như thế này để mình giao tiếp các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo ngày hôm nay.